Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong cái bản tin về thị trường chứng khoán. Thì hôm nay Vanessa là cuối tuần thì em sẽ làm một cái video nói về cái luật khai thuế cho quý vị nha. Tại vì có rất nhiều quý vị vẫn còn confused, chưa có biết là mình khai thuế trên cái stock của quý vị được bán ra mua vào như thế nào và áp dụng ra sao, nhìn trên cái form thì có hiểu không. Thì em sẽ chia sẻ cho quý vị cái cơ bản trong cái ngày hôm nay của cái luật what sell nó ảnh hưởng tới cái vấn đề khai thuế như thế nào và cái luật tính what sell ra sao, tại vì thấy rất nhiều người vẫn còn chưa có hiểu rõ về cái what sell trong khi nó rất là đơn giản thôi quý vị. Thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu và để tham khảo nha. Thì đây cũng chỉ là cái hiểu biết trên cá nhân của Vanessa thôi, Vanessa không phải là CPA thì quý vị có thể tham khảo, còn lại là quý vị vẫn muốn chính xác nhất thì vẫn cần phải đến cái sự hỗ trợ của CPA về các cái hồ sơ riêng của từng cá nhân của quý vị, vì income bao nhiêu thì mỗi người sẽ áp dụng với cái phần trăm để mà tính khai thuế bấy nhiêu đó quý vị. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái mục đầu tiên. Mục đầu tiên thì thường trên cái cơ bản đó thì chúng ta cứ coi như là chúng ta tính hai cái loại thuế capital gain là cái tiền lời trên cổ phiếu khi chúng ta bán ra đó. Thì nó có hai cái loại, loại short term là chúng ta hàng ngày đang chơi này, thì chúng ta chơi kể cả là 6 tháng một lần chơi hay là 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, thậm chí 10, 11 tháng, có nghĩa là cứ dưới một năm mà chúng ta có bán ra mua vào cổ phiếu dù ít hay nhiều đều được gọi là có chơi á, thì chúng ta đều phải đóng thuế trên cái tiền lời và được gọi là capital gain đó quý vị. Đó, thì còn lại cái khoản thứ hai là capital gain long term, có nghĩa là tất cả cái cổ phiếu nào mà quý vị không chơi trong cái dưới một năm này, có nghĩa là trên một năm quý vị mới chơi, mới mua ra bán vào trong cái vòng một năm trở ra, thì quý vị sẽ tính cái tiền thuế nó khác, thường là nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với cái phần trăm thuế của bên ngắn hạn capital gain short term này. Đó, thì cụ thể mình sẽ tính như thế nào thì em sẽ lấy một cái ví dụ cho quý vị. Còn lại là thuế trên dividend cổ tức của cổ phiếu này, được thưởng 10 đồng thì không cần phải tính thuế này, còn 10 đồng trở lên sẽ phải tính thuế này. Thì những cái đấy thì thôi mình không có, em không có chia sẻ trong cái video này nữa, để sau này chia sẻ sau. Hoặc là những cái khoản tiền thuế nói chung là nó liên quan thì để tính sau, hôm nay chỉ tính về cái cơ bản thuế capital gain only nha quý vị nha. Và tí nữa em sẽ chia sẻ capital loss luôn cho quý vị. Đó, ví dụ là capital gain thì tại vì hồ sơ thuế là nó sẽ có cái mục capital gain đó quý vị, để hồ bên IS họ tính đó. Thì nếu như quý vị nào mà mua stock không bị lỗ, đó có nghĩa là trong cái năm nay 2021 này mua bán ra và sao nó lại chả lỗ gì cả, nó chỉ có gain only thôi. Thì ví dụ như mua 5.000, tổng cộng 5.000 tiền mua cổ phiếu và bán ra trong cái thời gian là dưới một năm thì bị được tính là capital gain short term đó, là phải đóng thuế đó quý vị. Thì đóng thuế này sẽ rất đơn giản thôi, lấy 8.000 trừ đi 5.000 thôi, và còn lại bao nhiêu là 3.000 này, thì chúng ta sẽ lấy 3.000 này để đóng thuế. Thì 3.000 này nếu như mà quý vị nào có cái income là 100 là 57.000 income trở xuống chẳng hạn, thì quý vị sẽ phải đóng cái phần trăm nó thấp thôi là bao nhiêu đó. Thế còn ai mà income cao dần thì bao nhiêu phần trăm thì quý vị sẽ phải tính bấy nhiêu phần trăm. Ví dụ như là 3.000 này mà quý vị sẽ phải tính đóng thuế 10% chẳng hạn, thì quý vị sẽ phải đóng coi như là bị trừ 300 đô tiền thuế, là tiền mình phải đóng thuế đó quý vị. Đó, thế còn lại là nếu như quý vị mà income cộng vào những cái công việc khác của quý vị nó nâng lên đến hàng mấy trăm ngàn đô chẳng hạn, thì cái tiền thuế nó lên tới 20, cái tiền phần trăm đóng thuế nó lên tới 20% chẳng hạn, thì cái capital gain này quý vị sẽ phải đóng gấp đôi cái 10% vừa rồi đi, là bằng 600 đô, có nghĩa là phải đóng thuế gì, là phải đóng 600 tiền thuế nếu như cái phần trăm của quý vị là 20%. Thì đó, nó rất đơn giản, họ không có cần phải quý vị tính toán những cái hồ sơ gì hết. Đó, thế còn sang cái phần capital loss thì sao? Đây mới là phần quan trọng và liên quan đến what sell. Thì cái phần này đó, nếu như ai mà quý vị chase cổ phiếu thì thường rất nhiều người bị loss, thành ra là quý vị đều phải nộp cái form 8949. Nếu như quý vị không loss nha thì quý vị chỉ đóng thuế không thôi, thì quý vị không cần cái form 8949 này. Quý vị chỉ cần only cái form 199B của bên broker stock á, là nó có cái form đó đó.
là quý vị chỉ đóng mỗi cái đó thôi, mỗi cái capital gain không thôi, vì mình không có lỗ mà, đâu cần phải tính lỗ tính trước gì nữa đâu. Đó chứ không phải là mình tự tính lỗ lãi, mình tự trừ đi cho nhau và mình nộp thuế trên cái khoản mà còn thừa ra như mọi người đang tính đâu. Nó không phải như vậy nha, nó sẽ có hai mục. Nếu như quý vị bị lỗ thì quý vị sẽ có cái form capital loss để quý vị khai lỗ, và quý vị lời ở bất kể cái cổ phiếu, cái stock nào thì quý vị sẽ phải đóng trên cái tiền capital gain, chứ họ không có trừ đi như cái app của quý vị. Ô app của mình tính đi là mình lời bao nhiêu, để sau đấy mình bị lỗ, cuối cùng là mình chỉ còn có mấy trăm, còn có người thì cuối cùng hồ sơ còn đang bị lỗ, nhưng tại sao lại vẫn phải đóng thuế? Là vì họ đâu có trừ cho quý vị như vậy, họ sẽ tính hai cái mục thuế khác nhau, một là capital gain đó, hai là capital loss. Thì vậy thì capital loss quý vị sẽ phải tính như thế nào? Thì quý vị phải nộp cái form 8949 này cho họ. Tí nữa em sẽ show cái form 8949 này cho họ để họ tính. Và trước khi để cho quý vị xem cái 8949 form thì chúng ta hãy cùng vào cái luật Watt Sale nha. Và capital loss họ sẽ dựa trên cái luật Watt Sale này để họ tính cho quý vị. Đây, đây chính là cái mục về cái vấn đề Watt Sale em sẽ chia sẻ cho quý vị, trước hết là về cái luật của nó đây nha. Thực ra nó rất là đơn giản, chúng ta hãy hiểu đơn giản một điều là khi bán lỗ bất kể một cái stock nào trong vòng 30 ngày liên tục kể từ ngày quý vị bán ra nha, là quý vị không mua lại cái stock đó, không có mua lại, không có chơi, có nghĩa là không có động vào nó nữa, không có bất kể một cái giao dịch nào nữa, thì cái khoản lỗ đó nó sẽ được tính deduction vào, trừ vào cái tiền thuế cho quý vị, và tối đa họ sẽ cho quý vị lên tới 3.000 một năm tối đa. Đó. Tại sao họ ghi là tối đa ở đây là gì? Là vì họ sẽ cho quý vị được trừ rất nhiều, nhưng mà một năm sẽ chỉ được 3.000 thôi. Nếu như một người trong cái năm nay mà bị lỗ 100.000 chẳng hạn, quý vị bị lỗ 100.000 nha, 100.000 đây, thì quý vị coi như là năm nay quý vị sẽ được trừ 3.000 đó. Nếu như mà cái tiền 100.000 này của quý vị nó không có cái nào bị dính Watt Sale hết, còn nếu như nó bị dính Watt Sale tất cả 100.000 này chẳng hạn, thì nó lập tức sẽ không được deduction vào tiền thuế, coi như 100.000 đấy của quý vị nó là tiền vứt đi cửa sổ, nó chả có cái tác dụng gì hết. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì nó phạm vào cái luật Watt Sale cho nên là không được cái gì hết. Quý vị sẽ mất trắng cái tiền đó, nó không có được bù vào cái tiền khai thuế của quý vị. Thế còn nếu như cái 100.000 này mà nó không có bị Watt Sale trong 30 ngày đó, quý vị không có mua lại, không có chơi trên cái cổ phiếu đó chờ hết 30 ngày rồi mới mua bán lại cái cổ phiếu đó, thì 100.000 này của quý vị bị lỗ trên cái khoản cổ phiếu đấy sẽ được tính deduct vào tiền thuế, nhưng vì mỗi một năm họ chỉ trừ cho quý vị maximum là 3.000 thôi, cho nên là quý vị sẽ để dành nó. Hàng năm quý vị vẫn file những cái form, một quan trọng là phải file cái form 8949 nha. Nếu như không file cái form này thì họ sẽ không trừ cho quý vị đâu. Đây chính là cái form để khai capital loss. Đó, thì cái năm 2021 là trừ 3.000 này, năm 2022 trừ 3.000 nữa này, cứ thế trừ đi cho đến vòng xem là 10 năm thì mới được 30.000. Vậy 100.000 thì quý vị phải trừ trong vòng bao nhiêu năm? Xem nào. 10 năm là gọi là 30.000, thì 20 năm là 60.000, 30 năm là 90.000. Thế là quý vị phải tổng cộng gần như là hết cuộc đời hơn 30 năm quý vị để quý vị trừ. Đó thì quý vị thấy là 30 mấy năm, 33 năm lẻ mất 1.000 nữa, 33 năm rưỡi đi. Thôi tính phải tính là 34 năm thì mới đủ. Đấy, thì coi như là trong vòng gần đấy năm trời quý vị mới trừ được 100.000 tiền lỗ này. Thì tại sao quý vị lại cứ cắt lốt làm gì để cho nó bị lỗ, để tiền vứt qua cửa sổ? Và đặc biệt là cho dù có không bị vi phạm cái luật Watt Sale này đi chăng nữa, thì cái số tiền lỗ mà nó nhiều quá chẳng hạn, thì quý vị nghĩ xem bao giờ họ mới deduction đi cho quý vị cho nó hết được cái khoản tiền tiền lỗ này, cho đến hàng mấy chục năm trời mới giải quyết được 100.000 này. Đó, nó là một cái điều rất là không nên, cho nên là hãy tránh Watt Sale là cái vấn đề như vậy, và đặc biệt là tránh đừng có để bị lỗ. Nói chung là nói thì hay, chẳng ai muốn lỗ cả, nhưng mà đấy quý vị thấy đó, lỗ mà bị Watt Sale là coi như là coi vứt tiền qua cửa sổ luôn. Còn trong cái ví dụ này thì em chia sẻ cho quý vị cụ thể, ví dụ như Apple bị lỗ 3.000 ngày 30 tháng 9 năm 2021, quý vị mua đúng không? Thì cho đến ngày 30 tháng 9 à và ngày 30 tháng 10 năm 2021, trong vòng 30 ngày liền như vậy quý vị đừng có chơi cái gì hết, để sang tháng 11 bắt đầu chơi đi.
thì là 30 à, ngày 1 tháng 11 đi thì quý vị bắt đầu chơi thì nó không ảnh hưởng, coi như là 3.000 này nó sẽ không có bị what sell thì được tính vào capital loss, vào cái form 8949 này, họ sẽ trừ cho quý vị đó, quý vị file cái form đó ra đó. Thế còn nếu như mà quý vị mua bất kể cho dù là một share, mọi người nói là vậy tôi phải mua cho đủ 3.000 thì tôi mới không bị what sell, không, kể cả là một share only nhưng mà trong vòng 30 ngày đó, ví dụ như 29 tháng 10 à 29 tháng 9 30 tháng 9 này thì 29 tháng 10 mà quý vị vẫn mua một share của Apple chẳng hạn, là lập tức cái 3.000 tiền lỗ này nó sẽ lập tức bị phạm vi luôn và nó sẽ bị what sell, coi như nó sẽ không được deduction vào cái khoản trừ thuế của quý vị đó. Thì đấy là những cái thông tin mà Vanessa chia sẻ cho quý vị nha. Đó, vậy thì đây trong cái biểu đồ như thế này, mình sẽ những người nào mà vừa bị lỗ và vừa lãi vừa lỗ, có nghĩa là mua bán cổ phiếu có lời có lỗ đó, còn những người mà không có lỗ thì sẽ dùng cái như cái trang nãy em chia sẻ đó, còn cái người này là vừa lỗ vừa lời thì sẽ có cái form 8949 để file ra đó, 8949 nha, thì họ sẽ tính cho quý vị capital gain riêng và capital loss riêng. Ví dụ như cái người này capital gain tổng cộng là được lời 3.500 chẳng hạn đó, nhưng mà cái capital loss của họ họ không có bị what sell đó, họ lại có 3.000 tiền lỗ, thành ra là họ sẽ được deduction cái 3.000 tiền lỗ này xuống và họ chỉ còn phải đóng tiền thuế có 500 thôi đó, quý vị thấy không, họ chỉ phải đóng thuế trên cái khoản 500 thì thôi, nếu như 10% thì chỉ phải đóng có 5 đồng thôi, à 50 đồng đấy. Thì đấy là cái phần mà Vanessa chia sẻ cho quý vị, và hy vọng trong cái video này Vanessa chia sẻ như vậy quý vị có thể hiểu được qua. Thế còn để cái video sau em sẽ show cho quý vị cái form 8949 và show cho quý vị cái form capital gain, capital loss để quý vị ke chỗ D, ở bên stock nó gọi là ke chỗ D đó. Đấy thì lần sau em sẽ làm cái video để show cho quý vị cái form như vậy, nếu như chúng ta không đi ra khai thuế được có thể tự làm, nhưng mà em nghĩ quý vị khó tự làm lắm vì nó rất lằng nhằng. Chia sẻ cho quý vị để cho quý vị biết qua thôi, chứ còn vẫn khuyên quý vị ở nên ra ngoài để nhờ CPA họ làm cho. Đó thì ngày mai chủ nhật em sẽ tiếp tục làm cái video dự đoán thị trường chứng khoán tiếp theo nha. Ngày mai chủ nhật mà crypto còn xuống thì cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng đó quý vị nha, chuẩn bị tinh thần có thể lại lao xuống đầu xuống đất đó quý vị. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, rất hy vọng quý vị like, share cái video này cho mọi người cùng được biết đến những cái chi tiết khai thuế của stock nha quý vị nha. Chúc quý vị may mắn. Bye bye.